Con ngủ cho em. Có con Hằng ngồi đưa nôi nên con nó ngủ ngon quá chừng. Em xin được con bé Hằng về nuôi là lợi đủ đường đúng không anh? Em nói như vậy, người ta nghe được thì mình mang tiếng sao? Em đang nói trong nhà mà, có ra đường nói đâu. Thầy bảo nói như thần, em nghe lời ổng mới sinh cho anh được một đứa con trai. Trùng hợp thôi em à. Anh với em á, cả hai đều khỏe mạnh, tất nhiên là phải có con chứ. Vậy sao 5 năm trước không có đi? 5 năm trước không có thì bây giờ mình có. Cãi với anh thiệt là mệt đó. Vậy đưa em mà ngủ tới nỗi em khóc cũng không biết nữa. Tại con mệt. Có ăn học thôi cũng mệt nữa. Lát nữa mày đưa cho em ngủ say mày mới được ngủ. Nếu không tao đánh mày đó. Dạ. Ồ, nín đi con, nín đi. Ồ, ngủ ngoan nha con. Đưa nôi đi. Mâm nha con. Ngoan nè, mâm mâm nè. Mâm nè. Mâm đi con. Mâm 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 nè. Con trai ngoan nha. mâm nha con. Má ơi, hôm nay má không nấu cơm hả? Không. Ba mày đi công tác rồi, nấu chi cho mất công. Nấu cháo cho cục cưng đã mệt muốn chết rồi. Bộ má không đói bụng hả? Tao đang giảm cân. Ăn đồ thừa của em mày mập quá chừng rồi nè. Nhưng mà con đói bụng. Đói thì nấu mì gói ăn đi. Mà chút nữa hãy ăn. Đút cháo cho em, để má đi tắm. Thằng nhỏ bị lớn, mà quần mà từ sáng tới giờ. Mâm mâm mâm. Nè mâm mâm, ăn lẹ chị cưng nha. Không ăn đúng không? Chị ăn hết nha. Nè ăn. Ăn nè, ăn đi. Em không ăn hả? Chị ăn hết cho em biết thế nào đói đó nha. Đói thì mệt lắm á. Con này sẽ ăn cháo của em. Tại em không có ăn. Không ăn mà phải dỗ nó chứ. Tránh ra. Tao đánh cho mày nhớ. Mày mốt á, mày đừng có giận ăn cháo của em nữa nghe chưa. Ư o ơ hờ ơ hoa a i ai vợ ai voi huyền vòi hoa vòi i e tờ ý thờ ý thiết sắc thiết. A u ao rau muốn.
Tao kêu mày ru cho nó ngủ thôi mà. Mày không được ngủ trước nó. Dạ. Con ngủ chưa em? Chưa, con Hằng đang ru. Sao anh thấy em cứ bắt con nhỏ thức canh em hoài vậy? Đó là con của mình mà, chứ đâu phải Usin đâu. Nó là chị, ru em một chút cũng không được hả anh? Còn em là mẹ nó đó. Anh đang buồn ngủ mà nó nhiều quá. Lại muốn ngủ đi mà. Là muốn ngủ đi mà, chị năn nỉ em luôn đó. Ngủ đi em, ngủ đi mà, ngủ. Hay thiệt. Sơ có biết là có chuyện gì không? Nhưng chắc chắn là tin vui. Đi nhanh đi con. Dạ. Đã 5 năm rồi. Con bé còn được tầm xịt. Sao kêu con hả? Chuyện con xin học bổng đã có kết quả. Trường cũng đã gửi giấy báo cho con rồi. Con ra đi sẽ xa các sơ. Nghĩ đến ngày đó sơ muốn khóc nè. Con đậu là mừng rồi. Nhưng sơ đừng có lo. Chuyện con đi du học còn xa vời lắm. Vấn đề đó thì sơ sẽ lo. Nhưng trước mắt con hãy suy nghĩ rồi giúp sơ một chuyện này.
Hello, the pictures are beautiful. Nice. Okay, thank you so much. I want to be a professional model. Okay, bye-bye. See you. Sơ muốn tổ chức một sự kiện hay là một lễ hội gì đó để tri ân những người có lòng hảo tâm đã giúp đỡ trường trong những năm qua. Còn chờ ý kiến xem nên làm như thế nào. Lễ hội tri ân à? Có rồi. Bây giờ mình sẽ tổ chức một bữa tiệc có tên là Gia đình nhân ái tri ân. Đây là một bữa tiệc buffet, không cần phải tốn kém sang trọng. Đơn giản chỉ là những món ăn do các sơ và chính các em biết thân vào bếp. Sơ thấy đó, ở đây gà vịt rau cải mình đều có sẵn hết. Mình sẽ trưng bày thêm nhiều gian hàng bán quà lưu niệm do tụi con làm ra để gây quỹ cho nhà trường. Đại khái là như vậy, còn chi tiết như thế nào thì con sẽ bàn kỹ thêm với sơ. Ý kiến hay đó, con thật là có năng khiếu về tổ chức sự kiện. Mẹ. Ừ, con ngồi xuống vô mẹ ngồi chứ. Mẹ thấy tấm này đẹp không? Ừ, tấm nào mẹ thấy cũng đẹp hết đó. Con gái của mẹ đẹp mà. Mẹ cứ khen hoài làm con tự cao đó nha. Tự cao một chút cũng được, để cho tụi con trai nó bớt bu quanh. Mấy cái trò tán tỉnh, mất tập trung học hành. Con biết rồi, mẹ đừng có lo, con sẽ tốt nghiệp trung học loại xuất sắc nhất. Ngoan lắm. Bà với mẹ là muốn con học ngành y. Nhưng mà con... Nhưng sao? Còn 2 năm nữa lận mà, tới lúc đó hẳn hay mẹ. Phải chuẩn bị ngay từ bây giờ chứ con. Ba mẹ thích như vậy là vì học y được mọi người tôn trọng và có thể mình sẽ giúp được nhiều người. Nè, nói là nói như vậy, chứ tùy con quyết định. Mẹ nó, có ngày tôi chặt đầu với thằng này quá. Chị sao vậy? Trời ơi, chị bị tụi nó hành hạ nữa hả? Chưa xong chưa đã, nó còn đánh đập tao như là... Ở đây toàn là thú giống như là người đó. Tao lo cho mày quá Hằng à. Có ngày mày cũng bị tụi nó làm thịt đó. Đụng tới em hả? Em đâm chết. Sức mày bao nhiêu mà mày đạt? Chưa làm gì được ai á thì đã bị quýnh như cái mình rách. Thì cùng lắm là em chết thôi. Chị đau lắm phải không? Tao thành trâu thành bò rồi. Đau cái gì nữa chứ. Mình phải trốn khỏi đây thôi. Đất Campuchia này làm sao biết đường mà trốn. Lỡ ngỡ bị bắt về, bị giết bắt xác luôn. Nhưng không lẽ cứ vậy hoài hả? Còn phải chờ coi ông trời có cho mình cơ hội không nữa. Thôi đi ngủ đi, ta thay đồ đi làm.
bởi đó đã 5 năm rồi. Yến ơi, Hằng ơi, các em đang ở đâu vậy? Các em có hạnh phúc không? Chị phải tìm lại được hai em. Chỉ cần đủ tiền cho con bé nó mua vé, với lại cái chi phí sinh hoạt vài tháng ở bên đó. Sơ chỉ lo những ngày đầu còn mới mẻ lắm, con bé nó chưa có quen. Cậu nói sao? Sẽ tài trợ toàn bộ. Thiệt cảm ơn cậu nhiều lắm. Cũng phải, với cậu Quân á thì đâu có cần phải khách sáo. Cảm ơn cậu nhiều nha. Hẹn gặp lại cậu. Quanh mà nghe tin này, chắc nó mừng lắm. Mới đó mà, ba mẹ đã mất được 3 năm rồi. Em không ngờ, ông bà rủ nhau đi nhanh như vậy. Hai ông bà có bao giờ chịu rời xa đâu. Khi mẹ mất, bà trông vắng lắm. Người già có thể chịu khổ được, nhưng khó chịu nổi sự cô đơn. Em nhớ dì Thu. Năm nay là dì cũng 80 mấy tuổi rồi. Dì gọi điện sang hỏi thăm, than buồn tuổi lắm. Con cái thì đông, mà mỗi đứa cứ mỗi nơi hả. Một năm mà gặp nhau được có mấy ngày Tết. Dì nói dì muốn chết, chứ sống mà buồn tuổi như vậy chán chường quá mình. Hay là em về Việt Nam thăm dì đi. Về Việt Nam? Thôi, có đi thì cũng đi, chứ em không muốn đi một mình. Nhà hàng bên này luôn, làm sao bỏ được. Hay là em hỏi con Yến thử coi sao. Thưa ba mẹ, con mới đi học về. Chào con. Có chuyện gì mà ba vừa muốn hỏi con vậy? Mẹ tính về Việt Nam, con có đi với mẹ không? Về Việt Nam? Ừ. Ba nghĩ là con nên đi. Một công đôi chuyện, vừa đi du lịch vừa thăm người thân. Cả hai mẹ con nên đến trường mồ côi Nhân Ái thăm và xin lỗi Sơ Hạnh. Ngày đó mình đi không có báo cho Sơ một tiếng. Sau đó em có gọi điện cho Sơ biết. Thằng Năm em có gửi hình của Yến cho Sơ, Sơ rất là vui. Trường côi Sơ Hạnh, chị hai. Con chưa muốn về. Tại sao vậy con? Chuyện ngày xưa con quên hết rồi. Con không muốn nhớ lại đâu. Chim có tổ người có tâm, con không thể quên gốc gác con nguồn được. Con sợ. Con đã lớn, phải biết đối diện với vấn đề của mình. Cái sợ của con chỉ là nỗi ám ảnh cái nghèo của quá khứ. Nhưng con phải suy nghĩ về mặt tích cực. Những ngày tháng đó chẳng lẽ không có gì đáng để lưu luyến với con hay sao? Thôi, con không muốn đi thì thôi. Chuyện này không có nhắc nữa. Thôi, con lên đầu đi. Lên tắm rửa rồi ăn cơm con. Dạ, vậy con lên trước nha. Con con bên đó sống rồi. Chuyện gì không biết thì gọi cho người nhà của Sơ để giúp đỡ. Giữ kỹ số điện thoại, địa chỉ
đừng có làm mất. Dạ, con biết rồi. Chủ yếu của con là học chứ không phải kiếm tiền. Con phải coi việc học là trên hết. Đừng có thấy đi làm thêm có tiền rồi ham làm bỏ học. Dạ, con nhớ rồi mà sơ. Con qua bên đó phải cẩn thận. À, sơ còn quên dặn điều gì nữa không con? Thôi được rồi, sơ ngồi xuống đây đi. Nãy giờ sơ dặn rất là nhiều rồi. Bây giờ tới lượt con dặn sơ nè. Sơ ở nhà, sơ phải giữ gìn sức khỏe nha, không được làm việc nhiều. Con đi rồi, không ai phụ sơ đâu. Khi nào sơ mệt thì sơ phải nghỉ, chứ không được ráng nha. Bàn tay của tiểu thư ngày nào giờ đã chai sần hết rồi. Bàn tay của sơ thì chai sần, nhưng trái tim của sơ thì mềm mại. Còn tóc thì cũng đã muối tiêu rồi. Nhưng tâm hồn của sơ là đường cát. Sơ chính là tấm gương để cho con noi theo đó. Không được, con phải giỏi hơn sơ chứ. Và con phải là tấm gương cho các em ở đây học hỏi nữa. Số phận không cản được người có ý chí và biết ước mơ. Con sẽ cố gắng, không làm phụ lòng các sơ đâu. À, còn có một chuyện sơ quên, sơ chưa hỏi con là con định chừng nào con về quê. Mai con đi sớm. Mẹ nó, thằng nào chơi gái mà cũng lề mề nữa. Đồ nghề của chị nè, để đó đi. Thằng khốn đó chưa chắc chịu xài đâu. Trời ơi, bác xài đi, bị bệnh đó. Bệnh càng tốt, để tao lo chết hết mẹ mấy thằng đàn ông. Vì mấy cái thằng khốn đó mà chị thí mạng, không có đáng đâu. Vậy khôn tao nữa hả? Biến mày, nhớ xài á. Sống như vậy còn khổ hơn là chết nữa. Cái mặt giống cái gì quá vậy? Anh cũng là người Việt, hên quá gặp đồng hương ở đây. Gặp nhau trong hoàn cảnh này nhục thêm chứ vui gì. Nhục quá nên ngoài biên giới hành nghề hả cô em? Còn anh làm gì ở xứ này? Làm xây dựng. Vợ chưa? Hỏi chị. Có vợ rồi thì mang bao vô, về khỏi lại cho vợ con. Còn chưa có thì sao cũng được, tùy anh. Em bị bệnh hả? Không biết, 2 năm rồi tôi không khám. Hên xui à. Nói chuyện thì ghét quá. Em tên gì vậy? Hỏi chị. Thì lần sau có tới nữa anh sẽ tìm em. Bết, đừng có hứa lèo đó nha. Hên xui thôi. Vậy à, này, làm gì thế ghê mày? Con này. Em tưởng ở đây là phải có hàng phòng thân mới được. Mà em đang ngủ ngon quá, chị kêu em dậy chi vậy? Ăn hủ tiếu đi, này còn nóng đó. Trời ơi, ăn sang vậy? Mày ăn đi. Đời gái giang hồ của tao, đêm nay là lần đầu tiên gặp được một người đàn ông tốt bụng, ăn nói đàng hoàng lịch sự. Đi với tao xong còn kêu người mua hủ tiếu đó. Cẩn thận đó nha. Vài lời ngọt ngào cộng với tô hủ tiếu này mà làm chị mềm lòng rồi. Ổng là người Việt. Thì đó, năm ngoái có một thằng cha người Việt dụ chị gom tiền dẫn đi trốn. Tưởng gì, ổng gom tiền của chị rồi ổng bỏ đi trốn mình ổng. Việc gì, việc gian thì có. Tao ngu lần thôi mày, có đâu ngu hoài. Lần đó tao vội vàng tin lời nó cũng vì mày. Tao sợ mày bị lũ ác quỷ đó làm thịt, tao chỉ muốn mau dẫn mày đi trốn thôi.
Em xin lỗi. Em biết chị thương em, nhưng mà em tự lo cho mình được mà. Nếu vì em mà chị xảy ra chuyện, thì em không còn người thân nào nữa hết. Chị em mình phải thoát khỏi cái địa ngục này. Phải sống để em còn gặp lại chị hai của em nữa. Chị Hân, chị ba, không biết có còn nhớ tới em nữa không? Má, hai ngày nữa con đi du học rồi. Chắc là mấy năm nữa con mới xong. Khi nào cô trở về, con sẽ đi tìm hai em. Mẹ nhớ phù hộ cho con nha má. Con giỏi quá. Bác Bảy cũng không ngờ con lại nhỏ như vậy. Quyết định cũng cùng nhiệm. Gửi mấy đứa vô trường người cô là đúng. Nếu bắt nuôi tụi bay làm gì có ngày hôm nay. Nhưng mà con đã mất tin tức của hai em rồi. Gia đình Yến thì dọn nhà đi. Còn Hằng thì... họ nói với Sơ Hạnh, em Hằng giết con của họ rồi bỏ trốn. Con không tin bé Hằng làm chuyện đó hết đâu. Chắc chắn là có điều gì khuất tất. Họ vu oan cho con nhỏ để trốn tội của mình. Bao nhiêu năm qua, Sơ Hạnh cũng đã cố tìm tin tức của Hằng rồi nhưng mà không được. Hy vọng nó gặp được người tốt. Học xong đi làm có tiền, con sẽ về xây mộ cho má và cất nhà cho bác Bảy đàng hoàng. Xây mộ cho má con là được rồi, còn bác Bảy thân một mình ở sau cũng được. Tại sao bác Bảy không lấy vợ? Lấy vợ thì phải sanh con, mình nghèo không lo nổi, tội nghiệp đó lắm. Chẳng thà ở vậy, có duyên chút đỉnh gửi vô trường giúp tụi nhỏ mồ côi có ích lợi hơn. Con biết mà, trên đời này người nào tốt thì cũng tốt dữ lắm, còn người nào xấu thì cũng xấu tàn bạo. Bác Bảy, ông ấy giờ này như thế nào? Cha con à? Không, hai Nhật làm ăn cũng khá. Có đứa con trai 5 tuổi mà quậy trời thần. Bà con quanh đây nhà nào có giường tược là bị nó hái trộm. Bà con làng kế tối ngày cứ réo tên cha nó ra mà chửi. Vậy mà thôi, con cũng không muốn biết về người đàn ông đó đâu. Sao rồi? Tức cười quá à. Cây đậu nó xưng như trái trứng gà.
Nó đâu dám nói là tao đánh nó đâu. Nó nói với bả là nó bị té. Nó tức lắm, nhưng mà đâu dám nói. Em sợ muốn chết luôn. Ủa, mày cũng biết sợ hả? Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, muốn tắm là phải đợi tao canh chừng. Tại bữa đó chị đang có khách, mà em thì nóng quá. Lẽ ra tao nên để cho nó quần mày, để lúc đó cho mày thấy nóng dễ chịu hay là bị quần dễ chịu ha. Em sợ lắm rồi. Từ rồi về sau em ở dơ luôn. Thôi tao không chịu nổi đâu nha. Được mà. Thôi Đình, xe đi. Thôi thôi Đình à. Con hay nhân mất dạy. Đâu phải làng phá xóm, mày về nhà mày phá anh cha mày kìa. Ăn cắp gà cắp vịt hoài à. Tổ cha mày, con hay nhật. Nó đâu phải con hay nhật đâu mà chửi nó. Bà muốn cái gì đây? Con muốn cái gì đâu. Bồ có miệng không được nói sao? Ta nói cái thứ con quan á là nó quậy ghê lắm. Muốn quậy thì quậy, quậy mà để lại dòng chống á, đúng là cái thứ ngu đần. Bà ngậm miệng mà lại đi. Dòng cái thứ đàn bà miệng đất thịt xiêm, muốn phẹt đâu phẹt hả? Con người đâu phải là con chó quan, muốn gieo giống ở đâu á thì gieo giống. Trời ơi. Nè, đánh đi, mặt nè đánh đi. Em. Ông đánh đi, tôi la lên cho mọi người ở đây biết á, thằng Lộc á không phải là con của Hai Nhật. Tôi lỗi bà. Bà không biết nhục thương tôi thì biết nhục đấy nè. Ông mà biết nhục hả? Ông biết nhục á, ông đâu có ngủ với em vợ ông. Không phải bà muốn nói gì mà nói nha. Bằng chứng đâu? Cái bớt sau cổ thằng Lộc đó. Bà ghen quá, bà quá khùng. Bà khùng quá rồi. Nguyên cái tỉnh đó nè, đứa nào có cái bớt là con của tôi hết á. Cả tỉnh á thì tôi chưa thấy, nhưng mà kế bên cạnh á tôi thấy rồi đó. Tôi đẻ được mà, đâu có cần ông phải đi gieo giống. Bao nhiêu năm ở với nhau, vợ chồng cắn đắng chuyện này, tôi mệt mỏi quá, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi sẽ dắt thằng Lộc lên thành phố xét nghiệm cha con. Nó không phải là con của tôi á. Bây giờ ly dị bà. Không phải thì thôi, mắc mới gì ly dị. Bà nghi ngờ tôi, bà xúc phạm tôi nè. Bà ép tôi quá mà. Tôi khổ tâm quá mà. Bây giờ tôi nói con lành con hay nhận bà tính sao? Ông, con của người ta tự nhiên đi xét nghiệm ADN coi thử coi có phải con mình không. Vô duyên. Bà hành hạ tôi quá mà. Tôi khổ tâm quá mà. Buộc lòng tôi mới làm vậy thôi. Tôi nói vậy đó. Ông có tật á thì ông rụt lịch. Tôi quên nói rồi. Cố gắng hết sức mình. Chị em tụi bay muốn quậy hả? Tôi đã nói là con hàng nó không tiếp khách. Chị đừng ép nó. Nó không phải bà nội tao. Đã vô tới đây rồi là nằm ngửa hết. Sida tao còn chưa có tha. Em mày là cái thá gì? Từ bây giờ tôi đóng tiền ăn tiền ở gấp đôi cho chị. Nó còn con gái. Chị đừng ép nó tiếp khách. Phải kiếm người nào có tiền bán cho được giá chứ. Mày nói cũng phải. Quá phải luôn. Dù gì á thì tôi với bà chị cũng một nửa đồng hương mà. Bà chị cho tôi cơ hội kiếm chút cháo ha. Mày cũng sửa soạn cho nó coi được một chút, khách nó mới chịu chứ. Bà chị cứ yên tâm, chuyện này để tôi lo. Còn bà chị á cứ lo bắt mối đi. Dưới 3.000 đô á là tôi không chịu đâu nha. Mẹ có giá quá ha. Bán hay không là quyền của tao nè. Bà chị ơi, đâu có ai chơi tiền nhiều. Mình càng kê giá cao á thì đám đàn ông nó càng tò mò háo hức. Tao vô nghề còn lâu hơn mày nữa. Mày đặt giải tao. Chạy đi. Cảm ơn chị nghe.
không tiếp khách đâu. Mày không tiếp, bà đánh chết mày. Con mẹ xe châu nai này á, mặt người, tim quỷ. Vậy em trốn. Mày trốn bằng cách nào? Khu vực xung quanh đây á, toàn là của bà. Mày thoát được ra khỏi nhà, nhưng có đi được xa không? Em phải làm sao bây giờ? Tao chỉ tìm cách kéo dài thời gian cho mày. Nhưng trước sau gì, bà cũng kiếm được mối. Lúc đó, tao không biết tính sao đâu. Đụng tới em đâm chết. Ngon ha, hở chút là đâm. Sao nãy không đâm chết mẹ bà đi? Mẹ bà cái thằng khách, nó hẹn tới mà có thấy đâu. Không lẽ nó sợ mình? Sao còn nóng quá vậy trời? Uống thuốc nằm cũng không bớt nữa. Chắc phải xin bà đưa nó đi khám quá. Đưa đâu? Khách quen tìm ra. Khách quen? Không thể nào.